Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình thầy Ezzy đây. Tiếp tục với series đó chính là Học viện Mega nha anh em. Và link tải mình sẽ để phía dưới phần comment nhá. Tất cả những code mới mình sẽ để hết phía dưới nhé. Rồi thì game này mình đang gần có 50.000 game anh em ạ. Thật sự là đã vãi. Mình có thể làm thêm những cái nhiệm vụ này để có thể lấy được cái mảnh đó chính là Disto Origin à. Và thế mảnh con gì đây? Mảnh Melton à. Con này lấy cũng được. Chúng ta sẽ cần phải làm những nhiệm vụ ở đây. Tiêu hao 200 kim cương tối đa 3 lần là chúng ta sẽ được thêm một cái nữa. Tham gia tụ bảo 5 lần đúng anh em ơi, chúng ta sẽ mất thêm ít game ấy. Rồi, đã xong. Hoàn thành vượt ải 30 lần. Thử thách cho đấu trường 5 lần. Mua năng lượng 2 lần. Đơn giản. Thử thách cho đấu trường 5 lần cơ. Đánh đấu trường 5 lần. Thật ra thì mình không đánh được đấy. Thì thoảng có những cái team nó khá yếu anh em ạ. Chúng ta cũng cần phải nâng cấp thêm cho cái team của chúng ta nên khỏe nữa cơ. Hiện tại đang yếu quá. Cần phải nâng cấp lên. Hộp tình bạn. Ok, chúng ta đang dồn cho con mình đang dồn cho cái con này. Chính là Hope Unbow. Ôi. Đang dồn hết cho này và đang nâng muốn nâng sao thì nó sẽ cần khoảng 2 mảnh. Mảnh vạn năng huyền thoại mình đang có 100 mảnh này. Ô, mới có thể lên được Hope Unbow này anh em. Mình sẽ nhưng mà chỉ được một con. Mà nó ít cần nhất là 2 con cơ. Lên sao thì hơi khó anh em ạ. Thật sự lên sao là hơi khó, khó nhằn nhá. Bây giờ lên sao cho con Inventor này thì còn được này. Con kia thì đang không lên được. Mình chỉ còn đúng một cái thôi, mảnh vạn năng thôi, nó chỉ là để lên con này thôi. Chúng ta cần phải lựa chọn anh em ạ. Những con này thì cần phải nâng cấp lên này. Cái này chưa đột phá được. Đó sẽ đột phá cái con này nhá. Nhưng mà mình sẽ phải quét 50 lần. Thành phố 13.9 này, trận chiến trong lưu server này. Mình sẽ cần phải đánh cái nhưng mình không đánh được đâu. Anh em ạ, cái ải này khó lắm, 13.2 13.9. Không biết đánh được không, hình như là không đánh được cái 13.9 đây đâu. Thì team họ khỏe hơn, team ở trong map này nó khỏe hơn rất là nhiều anh em nhá. Chứ gọi là rất rất khó đánh luôn. Chẳng dễ tí nào. Ok. Lên nào. Let's go. Đúng anh em. Vẫn hạ được, bọn này vẫn hạ được. Nhưng những cái tơn sau ấy sẽ khó, mình sẽ lên 13.9 để mình lấy mảnh cho nó nhiều ấy. Có 2 tơn cơ anh em ạ. Cái con Inventor này có khả năng hóa đá khá là ghê gớm. Đấy, hóa đá này, hóa đá Pikachu này. Đàm tỏ phết anh em ạ. Có lẽ sẽ nâng sao cho Inventor lên. Nghĩa là đẹp. Và mình cũng có thêm mảnh của Inventor chứ. Mình có thể mở cái hòm ra ấy. Mình vẫn còn mà. Vẫn còn mảnh mà. Nâng cấp con đấy lên. Con nào 2 sao thì để tính sau anh em ạ. Nhưng 2 sao thì nó hơi mất công. Thì mình vẫn ăn được. Hiện tại là team này vẫn đánh nổi anh em ạ. Vẫn có thể là đập được bọn này. À, chiều nay sẽ có cốt của thần thú đại chiến nha anh em. Chiều 1 tháng 6 sẽ có cốt của thần thú đại chiến nhé. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào trong cái phần túi đồ như thế này. Mình sẽ lấy mảnh S cộng. Lấy ảnh mảnh con này nha anh em. Lấy 20 mảnh của con Inventor này. Là đẹp. Đấy, ok. Thế là ổn đấy. Dương bạc Indigo. Tình bạn trung cấp. Tình bạn sơ cấp. Mở hết nha. Hộp tình bạn cao cấp. Còn nhiều thứ mình chưa nâng ấy, chưa mở ra ấy. Rồi ok anh em. Bây giờ mình sẽ đi lấy mảnh của con này và để nâng cấp cho con này lên. Nâng sao? Nâng có 20 tôi sẽ cần khoảng 60 mảnh vạn năng. Mình vẫn còn khoảng 40 mảnh nữa. Rồi ok, kết hợp này. Nâng cấp nó lên cho nó khỏe. Nâng sao lên anh em. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đồ trang sức thì cũng đã nâng một chút thôi.
Bây giờ sẽ là đột phá anh em nhé. Chúng ta cần cái này đột phá này. Mình cần đến là 13.9. Hiện tại là mình sẽ cần phải đến ải 13.9. Tăng sao Iveto. Ok anh em. Chiến nào. Tôi đang có gần 50.000 game rồi. Tích cho sự kiện Red lần sau thôi. Con kia không còn lấy. Anh em theo mình anh em không nên lấy con đấy làm gì. Con này chưa lên cấp 558 này. Rồi, tấn công anh em. Đơn giản, 2 turn mà, nó có 2 turn. Mình cố gắng lên 13.9, đây là 13.9 hay là 12.9 này. Chúng ta cũng không rõ đây là 13.9 hay là 12.9 nữa. Chúng ta cần vào xem như thế nào, tình hình như nào. Ok anh em, let's go. Ok anh em, let's go, tấn công nào. Rồi. Ok. Con này con rồng con Charizard Mega Charizard nói chung là một mình con này thì không ăn thua. Một tấn công như thế nào đây, chiến rồi. Ui đấm trời như thế này thì nó khá là khỏe rồi. Ok anh em, chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Mình cần lên 10, đây là bao nhiêu, đây 13, đây mới con 10 13.1, hình như cái mấy map nó sẽ rẻ hơn anh em nhá. Ok, 13.5 này, tấn công luôn này. Rồi, tấn công anh em ơi. Chuyến anh em ơi. Ok. Một, hai đấm. Rồi anh em ơi. Ok. Mấy con này khá khỏe anh em ạ. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đánh được. Con kia sẽ tiến hóa thành con Gastrom ấy. Con kia là con kiểu dạng kiểu Gastrom tấn công. Rồi nào. Ủa, đấm như thế thì đỡ thế nào được. Xong nhá anh em ơi, mình đang cố gắng lên 13.9. Đây đang là 13.5 rồi. 13.9 không biết liệu rằng tôi có đến được không. Đấy là bỏ qua đi. Hy vọng mình lên được 13.9 để mình có thể là mở những cái map mới. À để mình có thể là nâng cấp cho những con Pokemon của chúng ta. À cho phạt chữ ăn sáng anh em ạ. Ok. Chuyến ơi. Nộ khí này, sát thương. Giảm sát thương. Đấy. Một bé lên bản điểm số. Đó, sát thương là 15.200 bao nhiêu. Ok. Rồi anh em. Tấn công anh em, chúng ta sẽ tấn công này. Đó. Một đập, hai đập, ba đập, bốn đập. Ok.
Rồi. Tấn công anh em ơi. Nhưng mà không ăn được rồi. Đấy, vừa vào vào cái là quẳng luôn. Không ăn được rồi, cái này không ăn được rồi. Khó phết anh em ạ. Không 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 Chúng ta sẽ nhận là tất cả ở đây. Chúng ta sẽ có thể lật may mắn này, mình sẽ có kiếm một cái vài lật may mắn, mình phải nâng cấp rồi anh em ạ, không thể không nâng cấp được ấy. Chắc chắn phải nâng cấp rồi. Mình sẽ phải đánh cái map này, mình phải quét. Mình phải quét rồi anh em. Nó vẫn ra những cái đá này mà. Đấy. Rồi anh em ơi. Chúng ta đã xong. À, có thể bắt được con Sparrow và con này. Ok, chúng ta sẽ kim cương và điểm thi cái gì đó. Mình đang xem suy nghĩ, mình sẽ nâng cấp cái con kia đã. Nâng cấp mấy con ví dụ con này chứ, Inventor chẳng hạn. Bây giờ mình muốn nâng thêm con sao nữa thì tôi cần thêm 80 mảnh của Inventor. Mảnh vạn năng thì tôi chỉ còn 40 thôi. Hợp chất thì cũng chẳng đủ, khối chất thì tôi lấy được có 2 mảnh thôi. Khó phết anh em ạ. Bây giờ kiếm cái mảnh vạn năng này ở đây đâu rồi? Cả vấn đề. Cho này lên, nên đột phá trước đã. Đây này. Vẫn phải tìm cái đá này. Tinh cỏ tràm, ok. Tôi sẽ quét map vào đi. Rồi anh em, chúng ta sẽ đột phá con IV Evetheron đấy, lên được chuyến nó khá ngon. Bây giờ tiếp tục là phải quét những cái map này, trận chiến trong server 13.3 này chưa. Nếu cái con này là mà làm cái sự gì đó cũng rất khá là chuẩn anh em nhá. Yeah. Mình đang hết này nhá, hết thể lực nhá. Tôi sẽ thấy khá là mệt đấy, không được giải. Rồi. Chúng ta sẽ làm thế nào đây? Mình sẽ có cái nhiệm vụ ở bên này, ấn nhận này. Cho nhận như thế này. Tăng cấp 59 ạ. Chúng ta có thể đánh thêm để nhận thêm game đấy anh em. Lên hẳn 59. À mà con Pokemon của mình nó có lên được cấp độ cao đâu. Chưa lên được cấp độ cao. Đấy bây giờ hiện tại mình có cấp 50 mấy này mà đã cũng được chuyến cũng khá khá đấy. Mình phải đột phá thêm nữa nhá. Là được anh em ấn vào phúc lợi. Anh em sẽ ăn cho mình cái bữa ăn sáng, có thêm một chút thể lực. Mình sẽ Inventor đấy, nâng sao, không nâng sao được thì đột phá anh em nhá. Quét hết thể lực luôn. Mai có thể lực lại quét tiếp anh em nhá. Lúc nào nó lên được thì thôi, thế thôi, đơn giản, hết thể lực rồi. Hết thể lực luôn rồi. Ok, xin chào lại anh em nhá. Con này đang hiện tại đang nâng sao khá khỏe.